À, chào mừng anh chị trở lại với Thóc Chứng Khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 17 tháng 8 và nhận định thị trường ngày 18 tháng 8 năm 2021. À, thì với các cái mong muốn cũng như tiêu chí là chia sẻ với các anh chị các cái thông tin đơn giản, ngắn gọn, tuy nhiên là phải hiệu quả và anh chị có thể đo lường được trong cái hoạt động kinh doanh của mình thì các Chứng Khoán mong muốn cung cấp cho các anh chị các cái chất lượng thông tin tốt nhất và tiết kiệm thời gian nhất. Thì trong cái nội dung ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhận dự định về thị trường ngày 17 tháng 8 ra sao và đánh giá ngày 18 tháng 8 ra sao. À, phân tích các cái dòng cổ phiếu như chứng khoán, bất động sản, bán lẻ, các cái dòng chạy nước rút và ngoài ra hôm nay thì có cái dòng thép thì cũng tiếp tục bùng nổ thì chúng ta sẽ phân tích các cái dòng đó và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các anh chị một cái chiến lược đánh các cái cổ phiếu kết khối lượng bởi vì tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu anh chị thấy là đối với các cái dòng trụ nếu mà nó xuất hiện à, nó sẽ có một cái kịch bản là nó sẽ chạy rất nhanh ví dụ chứng khoán nó banh, nếu nó chạy nó sẽ chạy rất nhanh còn nếu mà nó nổ luân phiên ví dụ như là chứng khoán À, và banh và thép thì uh, có thể thì thị trường sẽ cần tích lũy lâu hơn và sau đấy sẽ có một cái sóng rất là mạnh ở phía sau tuy nhiên là trong cái giai đoạn tích lũy này thì nếu chúng ta đánh chiến lược các cổ phiếu bùng nổ sẽ nó không hiệu quả và cái chiến lược đánh các cổ phiếu kết khối lượng nó sẽ là một cái chiến lược tối ưu chúng ta có thể nghiên cứu à, thì trước hết đi vào phân tích thị trường của ngày hôm nay thì đối với các chị có thấy là hôm nay là phiên thị trường bán ra cụ thể là vn index là hôm nay là giảm 0,6% và khối lượng ở mức trung bình khối lượng có thể nói là mức trung bình. À thì hôm nay thì thị trường nói lên điều gì thì các anh chị thấy là hôm nay thị trường mở biên là có 21 điểm với cái spread như vậy thì cũng không đã đáng kể, cũng bình thường và hiện nay là vẫn một xu hướng vẫn duy trì một cái xu hướng kênh lên, vẫn đảm bảo rất là tốt một xu hướng lên rất là rõ nét và duy trì trên cái đường uh, MA10 cả MA10 cả MA20. Thì như vậy thì hôm nay thì uh, cũng chỉ là cái hoạt động rung lắc thôi nó chưa ảnh hưởng gì đến cái xu hướng xu thế của thị trường thì có thể thị trường nó sẽ có một cái giai đoạn mà nó sẽ xoay ngôi ngắn ở đây hoặc là nó sẽ ổn định nó cũng có thể lên được tuy nhiên là các anh chị yên tâm là thị trường nó vẫn trong một cái xu thế lên cũng chưa vấn đề gì cả quan trọng là chúng ta chọn những cái dòng cổ phiếu nào và cái cách chiến lược chúng ta đánh làm sao cho nó hiệu quả nhất Đấy, đối với VN30 thì hôm nay là giảm có 0,4% và khối lượng ở mức độ cũng là trung bình thì tương tự nhau thì nó cũng không có vấn đề gì HN index thì là giảm nhẹ có 0,1 phần trăm thôi khối lượng gia tăng một chút app index thì là vẫn tăng điểm thì tóm lại là đối với các cái chỉ số index này thì cho ta thấy là thị trường vẫn trong một cái xuống up trend hoặc là cùng lắm thì nó có thể sai quay một cái thời gian à, trong lúc mà sai quay này thì à, nhiệm vụ của của thị trường và các cổ phiếu là gì thì các cổ phiếu có thể nó sẽ luân phiên nó sẽ tích lũy và bùng nổ luôn phiên các cái dòng cổ phiếu như là trứng banh thép dầu khí nó sẽ nổ luôn phiên kiểu như vậy thì chúng ta sẽ xem xét các cái chiến lược đánh làm sao cho nó phù hợp nhất à, thì quay trở lại với các cái cổ phiếu đánh giá các cái cổ phiếu thì các anh chị cũng mình cũng hàng hàng ngày mình sẽ gửi cái file này cho các anh chị à, tuy nhiên là thay vì áp lên uh, Google Drive cũng rất là bất tiện thì mình sẽ gửi vào trong cái Zoom mình có tạo một cái Zoom uh, Zoom uh, đây thì cái zoom này là zoom miễn phí và chia sẻ thông tin thì các anh chị có thể tham khảo cái đường link ở phía dưới à, hoặc là các anh chị có thể quẹt cái mã vạch của đây thì các anh chị join vào cái nhóm đấy thì cái nhóm này thì các anh chị cũng cũng quan điểm là cái nhóm này là cái nhóm chia sẻ về các cái kiến thức về các cái kinh nghiệm về đầu tư mọi thứ nó trên cái tinh thần là có những cái sự logic cái tiếp cận phương cái cách thức tiếp cận cái cái cách thức đầu tư nó được uh, duy trì ổn định qua đó chia sẻ cho các anh chị các cái cách thức các cái phương pháp đầu tư nó giống như là một cái công cụ nó chia sẻ giống như là chia sẻ cái cần câu nhiều hơn là cái việc đi phím hàng hoặc chia sẻ cai con cá anh chị nhá thì các anh chị có thể vào cái cái group đó thì uh, sẽ các anh chị sẽ lấy được cái file hàng ngày uh, thì uh, đối với các cái đây thì uh, cái chiến lược mà chúng ta đánh ấy, thì chúng ta sẽ tập trung vào các cổ phiếu kiệt vôn nhá thì các anh chị có thể tập trung vào cái cột g này này đấy còn tuy nhiên về thị trường, mình đang nói về câu chuyện thị trường là đang một trong một cái xuống uptrend hoặc là có thể nó sẽ sideways. Thì ở đây hôm nay các cổ phiếu giảm sao thì các anh chị thấy là mặc dù điểm hôm nay một số cổ phiếu cũng làm cho một số anh chị cũng nháo nhào lên hỏi các cái cổ phiếu đặc biệt về bất động sản. Thì thị trường này giảm điểm ở các cổ phiếu nào? Thì nghe anh chị có thể nhìn thấy là mình sẽ less than nhá, trừ 2%. Đấy thì hôm nay giảm điểm ở các cổ phiếu bất động sản là khá nhiều. Các cái cổ phiếu về dịch vụ vận tải một số cổ phiếu về hóa chất, một số cổ phiếu thiết bị về liệu xây dựng thì chủ yếu là ở nhóm bất động sản là chính và các cái cổ phiếu vận tải này thì do là vừa rồi nó chạy nước rút thì nó rơi anh chị nhá đối với các cổ phiếu bùng nổ mặc dù thị trường này giảm điểm nhưng các cổ phiếu bùng nổ rất là nhiều cụ thể ở đây là hôm nay các cổ phiếu chứng khoán một số cổ phiếu vẫn bùng nổ thép này vẫn bùng nổ này hôm nay khá nhiều cổ phiếu thép rất bùng nổ thì mình cũng đang thấy rằng là thị trường nó sẽ có một cái xu hướng nổ luân phiên anh chị nhé được thì chúng ta sẽ nghiên cứu về chiến lược là đánh các cổ phiếu kiệt vôn sắp tới. À thì quay trở lại là đánh phân tích các cổ phiếu mạnh nhất của ngày hôm của cái 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 đến ngày hôm nay. Thì các anh chị có thể thấy là các cổ phiếu mạnh nhất thì mình sẽ chọn các cổ phiếu thứ nhất là về ở trạng thái tốt nhất này, giao dịch uh, nhiều nhất này. Anh chị chồng chút Ok chúng ta sót theo từng cái cái đây các cổ phiếu mạnh nhất hiện nay thì các anh chị thấy là vẫn là các cái cổ phiếu như là fit này các cổ phiếu mạnh nhất mình xếp theo cái nhóm ngành fit này tdc vẫn là những cổ phiếu mạnh để dòng tiền vào ccl nhé egc nhé scr đây là những cổ phiếu mạnh nhất chứng khoán cũng khá nhiều các cổ phiếu mạnh nhất nhé Ví dụ như là fts này tvb này bsi này Đấy. thì khi các chị sở hữu những cổ phiếu mạnh nhất này thì hết để cho nó gia tăng lợi nhuận ngân hàng có một số cổ phiếu rồi nhưng mbb là vào nhóm rồi khối lượng bắt đầu gia tăng msb đấy một số cổ phiếu này thì rất là mạnh như tng này vgt FVC đấy thì các anh chị lọc những cái cổ phiếu này thì lọc những cổ phiếu mạnh nhất này thì không phải là chúng ta lọc để chúng ta mua mà để chúng ta theo dõi xem thị trường đang phản ứng ra sao với các cổ phiếu mạnh nhất này và nhìn các cái kiểu hình của các cổ phiếu đối với này thì chúng ta sẽ dùng để chúng ta phản biện lại cái nhận định của chúng ta về thị trường chung ngoài ra nhìn đây thì chúng ta sẽ thấy các cái dòng nào là cái dòng mạnh ví dụ cái dòng nào mà nhiều cổ phiếu mạnh thì đương nhiên là cái dòng mạnh đấy anh chị nhá về các cổ phiếu bùng nổ thì hôm nãy mình có chia sẻ rồi thì hôm nay chủ yếu là các cái cổ phiếu về, về 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 thép là nhiều chứng khoán có một số cổ phiếu còn là về thép đa phần là thép thôi thép này khối lượng vào rất tốt bùng nổ thì như vậy thị trường như thế này thì nó cũng không có vấn đề gì anh chị nhá số lượng cổ phiếu mạnh rất là nhiều các cổ phiếu luôn phiên bùng nổ thì cũng rất là mạnh như vậy thì thị trường có thể sẽ xoay quay và nổ luôn phiên các cổ phiếu sẽ cần thêm thời gian để tích lũy hoặc là nó sẽ tiếp tục nó chạy nó bứt thoát không vấn đề gì cả anh chị nhé ok thì bây mình sẽ trở lại mình phân tích các cái cổ phiếu hiện nay các cái dòng cổ phiếu hiện nay mình sẽ đi cơ bản các cái dòng cổ phiếu theo thứ tự từ đối với các dòng cổ phiếu còn trong các dòng cổ phiếu sẽ đi theo thứ tự các cổ phiếu từ mạnh đến yếu thứ nhất là dòng bán lẻ tổng hợp thì các anh chị thấy hôm nay là bán ra như rút chân lên với như pet này thì vẫn là đẹp nhá nó vẫn lên được chưa hiểu gì cả frt này vẫn lên được dgw này thế này vô năng kiệt vô đi và lên được không vấn đề gì thế di động thì nó đang tích lũy ở vùng này khối lượng cũng giảm rồi cũng vẫn tốt anh chị nhé, chưa vấn đề gì ở bất động sản thì fit này thì là mạnh rồi nó đang đi phi lên ở idg này thế nhá khối lượng vào nó tóc của cái mạnh nhất ấy, đang đi lên thì rất nhiều anh chị cũng quan ngại đến cổ phiếu đích này là có có rơi hay không thì thực tế các anh thấy là chị thấy là sau một cái nhịp từ đây này nó nếu mà tính từ phiên này này là nó tăng cho các anh chị là 25 phần trăm đến cái ngày hôm nay còn nếu mà đến đây này thì nó tăng cho các anh chị là 32 phần trăm nếu các anh chị từ cái điểm mà chúng ta xác nhận quay lại thị trường đến cái ngày cao nhất của nó là 32 phần trăm do vậy khi nó tăng nhiều này cái việc điều chỉnh là việc rất bình thường Tuy nhiên các anh chị thấy là cái phiên ngày hôm qua điều chỉnh bản chất nó là một uptrend nhé, uptrend vào nay là một khối lượng khá lớn. Thì nhìn ở đây thì các anh chị sẽ thấy đây nó là một cái tín hiệu SOW, tức là tín hiệu ở đây là nó là một tín hiệu yếu. Tín hiệu yếu này thì nói lên điều gì? Thứ nhất là có thể cổ phiếu rơi. Nói thế thì có thể các anh chị sẽ là hoàng sợ đúng không ạ? Nó sẽ là cổ phiếu có thể rơi hoặc nó sẽ tích lũy thêm. Tuy nhiên các anh chị thấy là với nó rơi với cái là mức 5,2 phần và thứ hai là chúng ta nhìn các cái cổ phiếu trong ngành nó đều rơi như nhau thì ở đây thì có thể hiểu rằng là các cổ phiếu này nó đang cần tích lũy lại các anh chị nhé nó cần tích lũy lại Đấy, cái vùng tích lũy của nó nó sẽ có thể sẽ mở đến đây anh chị nhé nó sẽ tích lũy thêm thì nếu mà các anh chị thấy giữ cổ phiếu này này nếu mà nó thủng MA10 thì chúng ta cần có thể chúng ta sẽ chạy nếu thủng MA10 MA10 là đường màu xanh này thì các anh chị có thể dùng được chị phê hạn được nếu thủng MA10 thì chạy còn nếu không có chúng ta vẫn giữ thì mình nghĩ là nó vẫn lên được Hoặc là nó sẽ tích lũy vài phiên nó sẽ chạy Bởi vì đa phần các cổ phiếu này nó đều tích lũy lại Các anh chị thấy NDN bán ra nay rút chân lên này Cũng vẫn lên được thôi, chả vấn đề gì cả các Anh chị nhé TDC này thế này cũng Sau khi bán ra thì lực cầu vào khá nhiều thì vẫn lên được Không vấn đề gì, nói chung là cũng đều vẫn ổn thôi BI này thế này BI này thì yếu hơn nhưng mà cũng không vấn đề gì CCL này thế này Cũng vẫn lên được NTL này, NTL với đích thì giống nhau, nhiều có nhiều anh chị đang giữ hai cổ phiếu này, thì các anh chị thấy là xong một cái nhịp nó tăng từ đây đến đây, cũng tương tự đích, nó tăng đây là 26 phần, à, à, 10 đây này, tăng đến ngày hôm nay là 13,4 phần trăm, còn nó tăng đến ngày này này là 21 phần trăm các anh chị nhé, cả cái nhịp này là 21 phần trăm rất mạnh như thế thì cái việc điều chỉnh như này bình thường nó vẫn trên mà 10 vẫn trên mà 10 khối lượng hôm nay thì gia tăng nhưng mà so với mấy cái phiên mua vào này chưa thành vấn đề gì thì các anh chị cứ nắm giữ bao thủng ba mươi thì chạy đấy, chúng ta phải dũng cảm một chút các anh chị nhé đấy có thể là sẽ tích lũy vùng này còn nếu mà để nó quay lại chạy ngay thì nó cũng là tương đối khó các anh chị có thể nhìn các cái điểm cũ của nó thì các anh chị có thể thấy trong những cái nhịp mà thị trường đi lên cái việc rũ bỏ là cái chuyện rất là bình thường đây các anh chị thấy như có những cái điểm mà đi lên này nó rũ bỏ này nó rũ xuống cả m người nó rũ như thế này xong nó đi lên chuyện bình thường do vậy ở đây thì không thành vấn đề gì cả C thì vẫn là xu hướng lên D2D này cũng xuống lên này bán ra khối lượng thấp không vấn đề gì anh chị nhé HDC này HDC này bán ra khối lượng thấp HDC đang kiệt vô vẫn bình thường nói chung các cổ phiếu bất động sản này thì một cái dòng mà tăng một số cổ phiếu mà tăng mạnh nhé thì nó rũ khá khá mạnh một chút về cơ bản nó cũng sẽ tích lũy lại còn một cái số mà nó chưa tăng mấy ví dụ như khang điền các thứ này hdg này thì chưa tăng mấy này thì nó sẽ bán ra khối lượng thấp cái hoạt động chốt lời thì nó ít hơn nhưng mà nó vẫn duy trì một cái xu hướng lên scr này thế này lên long hậu này vẫn lên vẫn bò lên mặc dù chậm các anh chị thấy khối lượng kiệt xong lại khối lượng nó gia tăng này bò lên này. Vinhome nhé các anh chị hay quan tâm đến Vinhome Vinhome đúng không Vinhome thì hôm nay đúng là phiên bán ra khá là mạnh thì cái phiên này là rũ bỏ rất nhiều nhà đầu tư rồi anh chị nhé hôm qua là một phiên mà bán ra nó là một cái phiên rũ và chúng ta nghe thấy rằng là dự đoán rằng là có thể với cái phiên rũ đấy thì hôm nay sẽ có cái hoạt động test cung tuy nhiên nay bán ra là rất là khá và thùng thùng cái 30 do vậy thì cái này này để mà nó an toàn thì chúng ta nên vẽ cái vùng này nó là cái vùng cái vùng tắc nghẽn của nó cái vùng uh, sideways vùng chết đi lên của nó thì các anh chị uh, có thể theo dõi tiếp nhé theo dõi tiếp ngay thủng 30 thủng 20 đấy thì là về ngắn hạn cổ phiếu này thì uh, nó sẽ có một cái kịch bản nó sẽ tích lũy ở vùng này hoặc là nếu trong trường hợp xấu thì nó sẽ có thể sẽ đi xuống vì hai phiên bán ra khối lượng khá thủng MA10 thủng hai 20 Khi nó thủng hai cái đường MA này, này thì bản thân các cái công cụ phân tích kỹ thuật của tất cả các nhà đầu tư đều cảnh báo là nó sẽ phải bán ra. Và bán ra ở đây thì sẽ là cái hoạt động giúp bỏ. À? Tuy nhiên là nếu mà à, về cái quy tắc mà nhìn khối lượng á các anh chị ạ, nếu mà nó khối lượng cao như này là cao bất thường. Cao bất thường này thì chưa hẳn đỡ xấu. Cao bất thường thì chưa hẳn đã xấu. Nó là quá trình sang tay của một số nhà đầu tư. Tuy nhiên là chúng ta nên thận trọng chúng ta không nên cố đeo bám giống như mình nói là trong vịnh, nguyên tắc của vịnh xuân đó nếu rũ thì chúng ta sẽ là người bị rũ đầu tiên cứ nên để chúng ta là người bị rũ đầu tiên thì sẽ là tốt nhất cho vậy là ngắn hạn thì nó sẽ rủi ro nhé SGC này thì vẫn bình thường này Tết, Tết cung này vì test cung vẫn lên bình thường Đấy, khang điền này thế này khang điền khang điền uh, với uh, nam long thì nó lên ít hơn mấy cổ phiếu đích với nhà tứ liêm thành ra là nó hoạt động rũ nó rất là ít kiệt vô rồi anh chị nhé nó kiệt vô rồi cổ phiếu này thì vẫn an toàn chỉ có thằng viết hôm kia là khó hiểu thôi nam long này này thì rũ này rũ này rũ này thì bây giờ nếu cổ phiếu này ngày mai ấy, nếu ngày mai mà nó quay lại thì chúng ta có thể xem xét còn nếu không thì nó cũng là rủi ro ngắn hạn bởi vì hôm nay nó rũ khá mạnh nhé bản chất này nó là một phiên rũ nếu mai hồi thì nay gọi là sách hạn sách ao nếu mai hồi thì gọi là sách ao thì là sẽ tốt nếu mai hồi thì mai sẽ là một phiên tốt còn nếu mai không hồi thì chúng ta sẽ phải tính tiếp Và mấy cổ phiếu này thì thôi à, các cổ phiếu về phần cứng phần mềm thì các anh chị thấy là nó đang cũng tích lũy lại nha ví dụ itd này cmg tích lũy trong cái vùng tích lũy thôi khối lượng kiệt này khối lượng kiệt đây là phiên rũ này khối lượng lớn này kéo lên này test hôm nay là phiên test nó no, nó là một phiên no supply các anh chị nhé để hiểu no supply và rút chân lên Đấy. SGT sau khi kiệt vôn này hôm trước có nói chuyện với anh chị là sau khi kiệt vôn mà nay nó bùng nổ luôn thì như vậy là nó là nó đang là cái tín hiệu tốt FPT anh chị nhé đây FPT các anh chị tương tự như là Vinhome á đúng không các anh chị nhìn thấy là khối lượng nó rất là cao như này này cao bất thường thì nó là một cái hoạt động sang tay thôi. Dụ bờ. Tuy nhiên là nó vẫn dựa trong cái vùng uh, tắc nghẽn của nó khá tốt. Khối lượng giảm đi thì nó vẫn lên được, vẫn có thể lên được. Tuy nhiên là chúng ta không nên đánh à, đánh, đánh cược với những cổ phiếu trong giai đoạn tích lũy. Bởi vì là nếu trong cái giai đoạn tắc nghẽn này này, nếu nó lên được thì nó sẽ là tích lũy và nếu nó rơi thì nó sẽ là phân phối. Như trong trường hợp khi nó đang loanh quanh ở đây mà chúng ta đánh cược là nó sẽ là tích lũy thì là rủi ro, tức là cái việc đánh cược đấy là 50 50. Đúng không ạ? Nhưng nếu các anh chị thấy có những cái hoạt động test cung các cái hoạt động rũ bỏ các cái hoạt động uh, test lại mà không có khối lượng hoặc là không giảm sâu được thì đó sẽ là những cái tín hiệu tốt thì chúng ta có thể đánh cược nhưng mà trong giai đoạn mà nó vừa mới rũ xong hấp thụ như thế này chúng ta không biết đây là cung của ai và đây là cầu của ai thì là nó sẽ là rủi ro đấy. trong bảo hiểm này thì nó cũng tích lũy thêm hôm nay cũng bán ra một số cổ phiếu bán ra ở trong chứng khoán anh chị nhé đi vào dòng chứng khoán này là dòng rất là trọng tâm thì là FTS thì rất là mạnh thì nó vẫn phi lên thôi nó chả có tích lũy lại nữa mà nó phi thẳng luôn lên trên TBB cũng thế tương tự phi thẳng lên dòng tiền vào rất là mạnh thì nó vẫn lên được anh chị nhé chúng ta không nên mua đuổi đối với những cổ phiếu chạy mạnh BMS thế này đây là ba cổ phiếu mạnh nhất APG này cũng mạnh này trần luôn mà chả có ai bán thế đi lạnh thế nhé ok vẫn lên đấy anh chị nhé VCE này thế nhé VCE như thế VCE hôm qua chia sẻ hôm qua đó là cái điểm mua cuối cùng của, của, anh chị đúng không ạ vượt nền hôm qua là vượt nền SHS nhé SHS dòng tiền vào cũng rất là mạnh mạnh như là FTS tuy nhiên là hôm nay nó là một phiên điều chỉnh như khối lượng như này bình thường không vấn đề gì HPS thấy nhanh chị nhé vẫn ok nhé MSB cũng thế nhé MSB hôm qua là cái điểm bùng nổ mua cuối cùng lên được SBS này thì cũng thế nhé lên được các cổ phiếu chứng khoán này cũng chia làm hai loại một cái loại là thoát khỏi nền rồi thì nó có khả năng chạy rất là mạnh còn một số khác thì nó đang tích lũy thêm ở vùng trên ví dụ những cổ phiếu như này là nó sẽ nó sẽ tích lũy thêm ở vùng trên anh chị nhé VDS thế nhé là lên Đấy. TCI HCM HCM này bán ra khối lượng thấp nó vẫn lên được CTN thế nhá, CTN này vẫn mua lại, vẫn mua vào. VND nhé anh chị thấy mặc dù khối lượng rất là cao ở đây, tuy nhiên nó rút chân lên nhé, không vấn đề gì nhé anh chị nhé vẫn đẹp. Hôm trước mình có trao đổi với anh chị là cái cách đây mấy phiên á, về cái phương pháp giao dịch các cổ phiếu chứng khoán này này là chúng ta phải ôm chặt lợi nhuận và phải cắt nhanh thô lỗ đúng không ạ thì hôm trước mình có vẽ một số cái đường này này thì các anh chị thấy là khi mà các cổ phiếu nó tích lũy lại ở phía trên này mà nó giảm sâu thì chúng ta có thể chạy còn nếu nó thoát khỏi nền rồi thì chúng ta phải ôm chặt cho nó chạy anh chị nhé bs bbs lại thế này ok vẫn lên này ssi lại thế nhá lại lên được qua còn vẽ cho anh chị các cái điểm mua vùng nổ này gia tăng này agr lại lên được nói chung các cổ phiếu đều lên hết rs lại thế nhá mấy cổ phiếu dưới này thì xấu hơn thì thôi bỏ vick này nhiều người rất là quan tâm cổ phiếu vick này nhưng mà các anh chị thấy là nó đang một xu hướng xuống thì không nên ưu tiên Đấy, các cổ phiếu này cũng chạy bình thường này sẽ kg này này vpi thì nay khối bán ra nhiều khối lượng bình thường chả vấn đề gì đây, các anh chị thấy kiệt vôn thì nó mua lại mà nó lên thôi cái đặc thù cổ phiếu này nó hay cắm 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 cắm, cắm này chúi chúi xuống kiệt vô nó lại lên các cổ phiếu vận tải này thì chúng ta không nên tham gia anh chị nhé sau khi nó tạo thành các cái đường dây ở đây này thì là nó sẽ rũ bỏ rất là mạnh ví dụ như các cổ phiếu này là đang rơi này ví dụ gmd này các anh chị thấy khối lượng nó kiệt rồi thì có có thể nó sẽ tích vi lại mà nó chạy được có thể những mũi tên này mình vẽ từ lâu rồi tức có thể nó sẽ tích vi lại mà nó chạy được tuy nhiên là nếu chúng ta đánh cược ở đây thì là rủi ro cho chính chúng ta cho nên là không vội hoặc là chuyển qua dòng khác nên như hát 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 anh chị thấy là đang rơi này Đấy. có thể nó sẽ tích lũy và đi lên như có một kịch bản mà nó rơi cũng đang chiếm tỷ lệ đang cao hơn thì là rủi ro Đấy. Đấy, các cái cổ phiếu về hoặc... DPM cũng thế này DPM mặc dù anh chị thấy này chạy nước rút này à, đường dây này thì chúng ta không nên nắm giữ các cổ phiếu này vì nó sẽ rủi ro BFC cũng thế có thể nó sẽ tích đi lại có thể nó sẽ tích lũy lại ở đây nhưng mà cái việc mà chúng ta ôm ở đây thì chúng ta sẽ là rủi ro trừ khi các anh chị xác định đây là một siêu cổ phiếu và các anh chị đánh dài thì mình không nói nhưng nếu mà chúng ta đánh để kiếm những khoản lợi nhuận 20 30 phần trăm hoặc là bánh theo dòng liệu bánh theo dòng thì nó là cái lúc mà chúng ta phải chốt lời từ trước rồi các cổ phiếu đều thế nhé anh chị nhé lát này có thể tích lũy thêm nhé nó kiệt vô rồi này các cổ phiếu về hóa chất cơ bản này VNP này vẫn đang lên PLC này cũng không vấn đề gì vẫn lên anh chị nhé PLP này thế này Đấy, CSV này vẫn lên này DRI này lên này GVR này lên này chung là đều lên không vấn đề gì các cổ phiếu ngân hàng thì như chị thấy NVP kiệt vôn nữa rất là kiệt vôn thì nó sẽ chạy được ok nhé à, EVF này thì là nó là một dạng bó cung nhé có những dự bó cung nhưng mà nó cũng khối lượng nó là kiệt nó vẫn chạy được MBB thì hôm qua là bùng nổ hôm nay kéo lên nhưng mà không có cầu vào cầu vào ít thì nó như này thôi không vấn đề gì anh chị nhé vẫn lên được tiếp xong bệnh thì vẫn ok lên nhé HDB này vẫn đẹp nhé những cổ phiếu này thì chúng ta các anh chị có thể thăm dò vị thế giống như mình chia sẻ là các anh chị có thể thăm dò vị, thế hay chúng ta mua tại những cái điểm test nhé khi những cái phiên bán ra một khối lượng thấp thì nó gọi là các cái điên test không nên mua bùng nổ bởi vì mua bùng nổ thì chúng ta dễ bị điều chỉnh anh chị nhá thì chúng ta có thể tham gia vào các cái phiên test và khi khi mua phiên test rồi thì chúng ta có lợi thế về lợi nhuận rồi thì khi bùng nổ thì chúng ta có thể mua mua tiếp theo hòa nó test chúng ta mua tiếp và đến khi nó thoát khỏi cái nền này, này thì chúng ta sẽ mua gia tăng một lần nữa chứ bây giờ mà cứ, cứ cắm đầu cắm cổ vào chỉ tham gia vào các cái phiên bùng nổ thì là sẽ là rủi ro msb này UCB nói chung các cổ phiếu ngân hàng này thì vẫn đẹp anh chị nhé nó cấu trúc nó vẫn đang rất là đẹp ngân hàng về chứng khoán vẫn đang rất đẹp không vấn đề gì mình có review cho các anh chị một chút đây một số cổ phiếu nông thủy sản thì anv lại lên nhé vsc lại thế nhé cái này chắc mà nó trả lớp ghép đâu nó chạy luôn mpc này nó lên nhé khối lượng vào rất mạnh đó Để cổ phiếu khi đốt này đúng không CNG này tích luy vùng này anh chị nhé, gas này nhé, gas này thì tích luy vùng này rộng hơn một chút, khối lượng giảm dần này, khối lượng giảm dần thì nó lại bùng nổ thôi, không vấn đề gì. Giờ nó... này các cổ phiếu nổ luôn phiên, Để chứng khoán này, ngân hàng này, dầu khí này, thép này, đấy còn mấy cổ phiếu dòng uh, phục, uh, quần áo phụ kiện này, dệt may các thứ này, mới hát này lên này, VGT lên này, TNG này thì lên nhé anh chị nhé, TNG thì lên. ADS lại lên nhé TVC lại lên nhé Thực phẩm này AV lên nhé MC lại thế nhé anh chị nhé FMC cái thấy mũi tên vẽ thêm trước là rất đẹp view này thì đang tích lũy ở vùng này Sau khi kiệt vôn thì chúng ta có thể xem xét tham gia ở vùng này một chút Nhị nhé QNS thì vẫn lên dầu khí nhé mình dầu khí các anh chị thấy kiệt vôn thế này oi lại thế này đấy bé ra thế này nó rũ ra rũ hết rồi mà đây nhìn nhá các phiên bán ra nhá bán ra hấp thụ mạnh nhá đúng không anh chị phiên này mười ba tám này hết rồi này. Đấy, hôm qua bán ra hết, là hết kéo lên này hôm nay test cung này nó là một test cung ba nhá ok chả vấn đề gì nói chung là dầu khí này với nó nói chung là đợt này thị trường nổ luôn phiên nếu mà đợt này mà các cái cổ phiếu này mà chưa chạy ngay được thì sau khoảng 1-2 tháng nó sẽ có một cái sóng lớn có một cái sóng rất lớn đối với rất nhiều dòng chạy đặc biệt là bốn cái dòng này sẽ chạy tốt còn thép anh chị nhé thép và VGS này thì hiện nay là nó rất là mạnh tại vì hôm trước mình không thích mấy cổ phiếu VGS này tại vì nó xuống nó chạy thấp lên trong đó dòng thép thì là nó yếu hơn với cái dòng kia tuy nhiên là chỉ có mỗi NKG với HMC là là khá mạnh thôi đấy thì NKG nó đang có một cái nền hai và nó đang chạy rồi anh chị nhé thì nó vẫn lên được Đấy, TLH này thế này khối lượng vào này gia tăng này Đấy, thì nó cũng sẽ lên được HMC thế như HMC hôm qua mình còn các anh chị thấy mình còn chia sẻ là những cái cổ phiếu như này nó cứ trên này cũng sideways mà dưới này nó cũng đi đi ngang chả có cái điểm nhấn gì cả thì hôm nay nó có khối lượng vào rồi Đấy, thì dòng thép này thì MC thế này cũng bùng nổ này Hoa sen thế này Đấy thì các cái, cái cổ phiếu dòng thép này thì chúng ta không nên mua đuổi anh chị nhé bởi vì thứ nhất là nó vẫn đang ở trong nền bản chất là những cái phiên nổ hôm nay này nó chỉ là các cái tín hiệu sos thôi tức là các cái sai up trang nó chưa có gì là là, là, là là nổi bật cả các anh chị phải chờ nó test nhé. ví dụ là mình sẽ thấy là ví dụ các cổ phiếu này kể cả hóa phát thế hôm nay anh nhé giống như là mình có phân tích cho anh chị nhé, các anh chị phải chờ nó có cái điểm test ở đây này Đấy. thì những cái phiên test mà khối lượng thấp thì chúng ta có thể tham gia các phiên test còn không nên đuổi bùng nổ anh chị nhé Đấy, các cổ phiếu thiết bị vật liệu xây dựng này lên này vcc này ht 1 này hôm trước có một bạn hỏi các bạn mấy bạn hỏi bạn mua cổ phiếu này này vgc này vtb này tích lũy lại và cũng chạy thôi không đề gì vcs thế tích lũy lại chỗ này và đang chạy chị nhé với cổ phiếu vận tài biển này thì cũng đang chạy chạy thôi chứ vấn đề gì đấy thì mình cũng chia sẻ thêm với các anh chị à, một cái kịch bản thị trường nhé là chiến lược đánh các cổ phiếu kiệt khối lượng thì tại sao thế bởi vì nếu mà dòng trụ mà chạy là dòng chứng khoán và dòng ngân hàng mà nó chạy ngay được á, thì chúng ta có thể là dùng chiến thuật gia tăng gia tăng và có thể kiếm tiền được rất là nhanh tuy nhiên là nếu nó nổ luân phiên nó cứ hôm nay chứng khoán mai ngân hàng ngày kia dầu khí ngày kia là là thép hoặc là ngày nữa là bất động sản ví dụ như thế nó loanh quanh như thế thì chiến lược của chúng ta là có thể đánh các kiểu cổ phiếu kiệt khối lượng cổ phiếu kiệt khối lượng thì anh chị có thể xem ở trong cái danh sách này ví dụ đây này mình có một cái 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 cột là cua lưu dần, dần này thì các anh chị có thể xem ở đây Đấy, ví dụ các cổ phiếu này có một số cổ phiếu như fltdgw này HDC này Đấy, một số cổ phiếu kiệt khối lượng thì các anh chị mua ở những cái điểm này này thì khi nó bùng nổ thì là anh chị có lợi nhuận ngay tức là ở đây bản chất là chúng ta mua làm sao nó sẽ chạy ngay được Đấy, ở trên này thì mình sẽ bật ở đây cho anh chị xem nhé mình có Đấy, ví dụ đây DGW anh chị thấy kiệt khối lượng như cái phiên này là kiệt khối lượng này thì nó sẽ chạy được nhé thì các anh chị có tham gia cái chiến chiến lược, đấy FLT, thì FLT hôm qua nó kiệt này nó đã mua lại luôn rồi nhanh quá thì bản chất ở đây mình cốt là đâu đó nó có khoảng 3 phiên mà nó kiệt à, Khoảng 3 phiên quay lại đây, có phiên nào mà kiệt khối lượng thì mình sẽ theo dõi Ví dụ như NVL này là kiệt khối lượng, nhưng kiệt khối lượng mà tư thấp này chúng ta không ưu tiên Nhưng mà mình khi mình lọc nó ra bởi vì nó kiệt khối lượng mà Đấy, như HDC này các anh chị thấy kiệt khối lượng nó cũng sắp chạy được đấy. HDG cũng thế nhé, cũng kiệt khối lượng này Đây dũ thêm một chút thôi Đấy thì các anh chị có thể sử dụng cái danh sách đấy CMG này kiệt khối lượng này đúng không Hôm nay kiệt khối lượng bán ra kiệt khối lượng rút trở lên thì nó sẽ chạy Đấy, chạy sớm FPT FPT kiệt khối lượng này nó là test cung à, thì các anh chị có thể ưu tiên nhìn theo nhóm ngành trước ngân hàng kiệt khối lượng là có cổ phiếu nào Đấy. NVB này rất là kiệt khối lượng này PGB này Stb này, Stb khối lượng kiệt rồi Đó. mấy hát này khối lượng cũng thấp rồi thế thì các anh chị có thể tham khảo cái này thì chúng ta nghiên cứu chúng ta chọn cổ phiếu nào nó phải uh, có một cái xu hướng rõ rõ nét cái kiệt khối lượng này nó chỉ là một cái phép lọc thôi các anh chị phải vẽ ra cái mô hình tích lũy của nó ví dụ các anh chị nhìn đây thì các anh chị vẽ ra cái mô hình tích lũy ví dụ là thằng dgw này nhé các anh chị vẽ ra cái khúc tích lũy của nó đây đúng không À, đây là một à, coi như đây là hai phiên rũ đây là phiên test lại của phiên rũ khối lượng vẫn cao đúng không thì đây là một cái test cung ba không rũ được nữa phiên này là phiên hết rũ rồi à. nó lên nó cái phiên này cầu chưa vào mà nó cũng vẫn lên đúng không? như thế này là một tín hiệu tốt như thế này nó là SOS anh chị nhé đó thì là cái cách tiếp cận như vậy thì, thì chúng ta có thể uh, đánh các cái cổ phiếu này đánh các cổ phiếu kẹt khối lượng nó là một chiến lược rất là hay thì cái file này mình sẽ gửi qua trong cái group Zalo nhé anh chị nhé thì anh chị có thể quét cái mã này để các anh chị uh, vào cái group đó thì mình sẽ gửi đó thì các anh chị nhận Đấy, hoặc là các anh chị xem cái đường link ở phía dưới á. Ok thì hy vọng là với các cái thông tin chia sẻ đây sẽ có những cái mang lại những cái giá trị nào đó trong cái việc đầu tư chứng khoán của các anh chị. thì các anh chị có câu hỏi nào thì các anh chị có thể comment ở phía bên dưới hoặc là gửi vào trong cái group Zalo. đó thì các anh chị thấy video hữu ích thì có thể chia sẻ cho những người khác. À, cảm ơn các anh chị. Và cuối cùng các anh chị đừng quên là đăng ký kênh để nhận các cái thông tin mới nhất. Cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại.